Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam, cụ thể như sau. Bệnh nhân 456, bệnh nhân nữ 55 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiền sử tăng huyết áp. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ, Đà Nẵng do nghi nhiễm COVID-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29 tháng 7 năm 2020, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân xuất huyết khối tĩnh mạch đùi trái, được can thiệp di chuyển huyết khối tắc động mạch phổi. Ngày 7 tháng 8, bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục CCRT và đặt ECMO, phổi nhân tạo vào buổi chiều cùng ngày. Ngày 9 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hóa, ngừng hô hấp tuần hoàn. 12 giờ, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Chẩn đoán tử vong, viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp cấp nặng, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.